Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, trở thành vấn đề toàn cầu, là thách thức lớn đối với nhân loại. Quan ngại nhất là xu thế nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng ngày càng rõ rệt, kết hợp với hạn hán xâm nhập mặn trong mùa khô và có thể gây bão mạnh, mưa lớn ngập lụt trong mùa mưa. Riêng đối với tỉnh Tiền Giang thì như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này trong phóng sự ngay sau đây. Tiền Giang là tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra tại Việt Nam. Nhiệt độ trung bình hàng năm tăng đáng kể, từ năm 1979 đến năm 2018 tăng hơn 0,7 độ C và tốc độ đã tăng nhanh hơn trong 10 năm gần đây. Tổng số ngày mưa trong năm cũng như tổng số ngày mưa trong mùa mưa và mùa khô trong giai đoạn trước có sự thay đổi rõ rệt so với tổng số ngày mưa trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. Với kịch bản phát thải trung bình RCP 4.5 vào năm 2030, mực nước biển dâng tại tỉnh sẽ tăng thêm 12 cm so với năm 2016. Với kịch bản phát thải cao RCP 8.5 vào năm 2030, mực nước biển dâng tại tỉnh sẽ tăng thêm 12 cm so với năm 2016. Còn số này vào các năm 2050-2100 tương ứng sẽ là 25 cm, 74 cm. Khi đó sẽ có khoảng 7,5% diện tích của tỉnh bị ngập, tương ứng với diện tích ngập là 187,42 km². Đây là những con số rất đáng báo động. Hiện nay với các cái nhiệt độ mà nó tăng như thế thì nó sẽ kéo theo một loạt cái vấn đề tác động đến các cái vấn đề khác, ví dụ như xâm nhập mặn, nhiệt độ xâm nhập mặn vào mùa khô, hạn hán vào mùa khô, thiếu nước vào mùa khô. Đấy là những cái vấn đề mà khá là quen thuộc và đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Ngành nông lâm ngư nghiệp và an ninh lương thực. Tác động của biến đổi khí hậu đối với nông nghiệp thể hiện ở các vấn đề giảm vốn quỹ đất sử dụng cho nông nghiệp, điều kiện khí hậu ảnh hưởng đến cơ cấu, sinh trưởng và phát triển của các loại giống cây trồng, vật nuôi, thiên tai ảnh hưởng đến sản xuất, gây nhiều thiệt hại. Ngành giao thông vận tải. Biến đổi khí hậu và nước biển dâng tác động lên ngành vận tải do gây ra sụt lún, ngập lụt các tuyến giao thông, gia tăng sạt trượt, xói lở mặt nền đường, làm các phương tiện giao thông không lưu thông được, gây ách tắc, gia tăng tai nạn giao thông đường bộ. Ngành năng lượng. Khi nhiệt độ tăng, làm tăng nhu cầu làm mát bằng điều hòa, quạt, các thiết bị làm mát làm tăng lượng điện tiêu thụ. Vấn đề này tạo áp lực rất lớn đối với ngành cung cấp năng lượng của tỉnh. Nguy cơ tụt áp, thiếu điện có thể xảy ra thường xuyên. Ngoài ra, việc sử dụng nhiều thiết bị điện sẽ làm tăng hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu. Lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Gia tăng diện tích đất bị ngập lụt, gia tăng hiện tượng sạt lở, bồi lắng và biến động đường bờ, gia tăng sụt lún, suy giảm chất lượng đất, trừ dân dẫn đến xâm nhập sâu vào nội đồng và ảnh hưởng của ngập úng làm suy giảm chất lượng đất. Tài nguyên nước được xem là đối tượng bị tác động nặng nề nhất do biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh, gia tăng sự xâm nhập mặn sâu vào các nguồn nước, tác động đến lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Thời tiết thay đổi thất thường làm gia tăng bệnh tật, đặc biệt đối với người già và trẻ em. Thiếu nước sạch sử dụng cho sinh hoạt, sản xuất làm tác động đến mọi mặt đời sống người dân, khu vực bị ảnh hưởng, từ đó tác động đến sức khỏe cộng đồng. Nhiệt độ tăng làm tăng tác động tiêu cực đối với sức khỏe con người, dẫn đến gia tăng một số nguy cơ đối với tuổi già, người mắc bệnh tim mạch, bệnh thần kinh.